Chiều ngày 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết trên địa bàn vừa có một trường hợp tử vong do mắc COVID-19. Đó là trường hợp chị DTM, 38 tuổi, bệnh nhân 4807, quê ở xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Chị M là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hosiden Việt Nam ở khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Ngày 18 tháng 5, chị M được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện mắc COVID-19. Ngày 19 tháng 5, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện điều trị. Ông Dương thông tin thêm, chị M đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sáng sớm nay trên đường chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị thì chị M tử vong. Bệnh nhân có diễn biến rất nhanh. Nguyên nhân tử vong ban đầu được chẩn đoán do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện các bác sĩ đang tiến hành hội chẩn, làm rõ nguyên nhân.